Xin chào các bạn. Thì trong cái ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là các loại cảm biến đo nhịp thở dùng trong y tế. Và tôi chính là Nguyễn Công Trình. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua cái mô tả ở phía dưới cái video đấy. Thì đầu tiên cảm biến một công cụ để phát hiện sự có mặt của vật chất, chất hóa học hoặc là sinh học, đưa ra các phương thức đo về đo lường và lưu giữ các thông số, các dấu hiệu, và thông qua đó thì thông qua các thuộc tính của vật chất người ta có thể cảm nhận, bao gồm là nhiệt độ, áp suất, chuyển động, vân vân. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cái cảm biến về áp suất. Thì đây chính là một cái loại cảm biến mà chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều. Và khi mà chúng ta đo áp suất thì trực tiếp ở trong các hốc, các khoang cơ thể, mà thường được sử dụng là một cái ống chứa dung dịch muối nối với một cái transducer áp suất. Và theo nguyên lý Pascal thì sự thay đổi áp suất tại miệng ống trong cơ thể sẽ truyền tới transducer ở ngoài cơ thể. Ống cho phép đo áp suất là các phép đo áp suất có thể sử dụng nhiều loại ống có kích cỡ khác nhau và thường được sử dụng cho phép đo áp suất tim mạch ấy. Thì các loại ống làm bằng nhựa dẻo với các bộ nối tại đầu gần ấy, cho nên nó có thể nối với khóa hoặc là các thiết bị khác. Đường kính của ống thì thường được tính theo thang là Frank. Đấy, nó có đơn vị này ấy. Mỗi đơn vị Frank thì tương ứng với 0,33 mm đường kính ngoài. Và ngoài ra thì ống đo nó có chứa nhiều loại, và loại có ở khe hở ở đầu, loại đầu kín hay là nhiều khe hở ở bên. Ống có một cái quả bóng ở gần đầu thì dùng trong phép đo áp suất động mạch phổi. Đấy. Quả bóng sẽ được dòng máu đẩy đi và dẫn đến có thể đặt vào trong cái động mạch phổi. Đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái áp suất khí, cảm biến đo áp suất khí. Ok. Đây chính là cái cảm biến đo áp suất khí, nó chính là cái ga pressure sensor. Đấy. Như các bạn thấy ở trong hình này. Đấy. Thì mô tả về cái loại cảm biến này, thì cảm biến áp suất khí có thể được sử dụng để theo dõi sự thay đổi áp suất trong khí, phạm vi đủ rộng để có thể thực hiện định lực lực Boyle và đủ để tiến hành thí nghiệm đo áp suất hơi và thí nghiệm đo nhiệt độ áp suất. Có thể sử dụng cảm biến áp suất khí để theo dõi sự thoát hơi hoặc là hô hấp trong một cái môi trường kín. Trong sinh học thì cảm biến áp suất khí có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi của khí oxy hoặc là khí carbonic trong một cái môi trường kín. Ví dụ như là xác định tốc độ hô hấp của hạt trong cái quá trình nảy mầm. Ngoài ra, cảm biến này có thể đo theo dõi áp suất trong nhiều chất lỏng hoặc là dung dịch. Thì như chúng ta biết đấy, sự lưu thông của phổi được ước định bằng cách là nghiên cứu một cái lượng khí ở trong phổi và sự thay đổi của nó, lượng khí hít vào và lượng khí thở ra. Đấy, hoặc các phép đo dòng khí cung cấp dữ liệu, đặc trưng cho sự lưu thông của phổi, trong khi cái lượng khí thực tế có trong phổi không thể xác định một cách đơn giản, vì ngay cả khi mà chúng ta cố gắng thở ra hết cỡ thì vẫn còn một cái lượng khí nó ở trong phổi đấy, đúng không? Do vậy, dòng khí tại đường lưu thông khí gần bằng với đạo hàm theo thời gian của lượng khí ở trong phổi. Mặc dù nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của khí lưu thông là không đổi, vì thế cho dòng tại cái đường lưu thông khí thì người ta đo dung tích phổi tức thời hoặc là ngược lại. Thay cho đo dung tích phổi thì người ta sẽ đo dòng khí tức thời nếu biết trước cái thể tích ban đầu đấy. Trong phép đo dung tích phổi lâm sàng thì giải đo dòng
phải chứa tốc độ dòng đấy, phải chứa cái tốc độ dòng đứng nhá, khi cố gắng thở ra hết sức đấy. Và người ta phải đưa ra các giải yêu cầu cho phép đo dòng và đo thể tích đấy. Trong phép đo hô hấp thì hỗn hợp khí có thể thay đổi đáng kể, phần oxy và CO2 trong khí thở ra biến thiên tùy vào tốc độ truyền khí ở trong phổi. Phần oxy sẽ tăng lên khi oxy nguyên chất được thêm vào các khí trơ như heli này, argon này, đôi khi cũng được sử dụng cho các phép đo chức năng phổi. Trong quá trình kiểm tra gây mê cũng cần phải có cái phép đo dòng khí gây mê này đấy. Và mặc dù phương pháp đo dòng mong muốn là không bị ảnh hưởng bởi thành phần khí, nhưng các phương pháp đang tồn tại cũng không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng bởi một số đặc tính của khí. Do đó đôi khi chúng ta còn phải hiệu chuẩn khi dòng khí biến đổi mạnh. Các đặc tính vật lý của hỗn hợp khí được giả thuyết là quan hệ tuyến tính với thể tích từ khí. Tuy rằng một số hỗn hợp khí có thể trạch đi khỏi một cái lượng đáng kể, đúng không? Và đó là tôi vừa nói đến cách chúng ta sử dụng, lưu ý đến cái việc chúng ta sử dụng cảm biến áp suất khí. Và cụ thể trong trường hợp này thì chúng ta sẽ xem thông số của cái cảm biến ga của Rudolph sensor này nhé. Ok, thì phạm vi hoạt động của nó là 0 đến 250, và nghĩa là nó nằm trong khoảng từ 0 cho đến 2,5 atmosphere đấy, hoặc là từ 0 cho đến 1875 mili thủy ngân, độ chính xác của nó đây đấy. Nhiệt độ nó dao động từ âm 40 độ C cho đến 125 độ C. Áp suất lớn nhất cảm biến áp suất khí có thể chịu đựng được và không hư hại là 9,8 atmosphere đấy. Mô tả của nó, cụ thể mô tả đây thì nguyên lý làm việc của cảm biến này là dựa trên sự biến dạng của cấu trúc màng, sự biến dạng của cấu trúc màng nhé, các bạn lưu ý điều này đấy. Khi có áp suất tác động đến và được chuyển thành tín hiệu điện nhờ cấy trên đó cái phần tử áp điện, các phần tử áp điện trở đấy. Đây là vị trí của các màng của nó đây. Các bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn ở trên Google, nhưng mà ở trong cái nội dung bài trình bày của mình thì mình chỉ nói sơ sơ qua như thế này thôi. Mô tả như thế này: khi lớp màng bị biến dạng uốn cong thì các áp điện trở sẽ thay đổi giá trị đấy. Màng bị uốn trong cong thì các áp điện trở sẽ thay đổi giá trị. Độ nhạy và tầm đo của cảm biến phụ thuộc vào rất nhiều màng và kích thước, cấu trúc, vị trí của điện trở ở trên màng. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, các điện áp được tạo ra đấy, khi màng nó bị biến dạng đấy. Về mô tả cụ thể hơn nữa thì màng nó sẽ sử dụng là cảm biến là màng rất là nhạy với tác động của áp suất. Màng rất là nhạy. Bốn điện trở được đặt tại bốn trung điểm của các cạnh màng. Hai cặp điện trở song song với màng và hai cặp điện trở vuông góc với màng. Đấy. Để khi mà màng bị biến đổi thì hai cặp điện trở này có chiều biến dạng trái ngược nhau. Bốn điện trở trên sẽ được ghép lại và tạo thành cầu Wilson đấy. Các bạn có thể search cái từ này ở trên mạng mà chúng ta tìm nhé đấy. Khi không có áp suất tác động vào điện trở thì nó ở trạng thái cân bằng, điện áp ngó ra là bằng không. Khi không có áp suất tác động, thì điện áp ngó ra là bằng không. Khi có áp suất tác động, màng mỏng sẽ bị biến dạng. Đấy, màng mỏng sẽ bị biến dạng. Các giá trị điện trở sẽ thay đổi. Đấy, cụ
Cụ thể là giá trị của các điện áp trở song song với cạnh này sẽ giảm, thì giá trị của cái áp này cũng sẽ thay đổi theo điện trở song, điện trở vuông góc với cạnh này, điện trở vuông góc cạnh này sẽ tăng, và ngược lại khi đó nó sẽ tạo ra một cái điện áp ở ngõ ra khác không. Sự thay đổi giá trị điện trở phụ thuộc vào độ biến dạng của màng. Sự thay đổi giá trị điện trở phụ thuộc vào độ biến dạng của màng. Vì vậy, bằng cách kiểm tra điện áp ngõ ra đó thì chúng ta có thể tính toán được cái áp suất chúng ta cần đo. Đấy. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cách chúng ta đo nhịp thở sử dụng cảm biến áp suất. Như chúng ta biết rồi, để xác định dòng khí hô hấp thì các loại cảm biến dòng khí là gồm là lưu lượng kế dạng phao này, lưu tốc kế khí này, lưu tốc hot wire này, lưu lượng kế thời gian truyền này, lưu lượng kế siêu âm này, lưu lượng kế xoáy này, vân vân. Về thể tích phổi thì người ta sẽ xác định bằng các loại thể tích đồ vật thể này, thể tích đồ tự cảm này, phế động đồ trở kháng này, đấy vân vân và vân vân rất rất là nhiều. Thì ở trong phần này tôi sẽ giới thiệu thông qua ba phương pháp này, phương pháp đo bằng điện trở nhiệt, phương pháp trở kháng phổi và phương pháp sử dụng cảm biến nhịp thở. Trong đó cái phương pháp cảm biến nhịp thở thì sẽ được nói nhiều đến. Đo nhịp thở, tốc độ hô hấp thì người ta sẽ nghiên cứu cái kiểu hô hấp lúc nghỉ ngơi và lúc luyện tập. Đấy. So sánh tốc độ hô hấp giữa nam và nữ thì nó sẽ có sự khác nhau. Đấy, đúng không? Đây là một cái thiết bị dùng trong thí nghiệm mà chúng ta đo được cái nhịp thở của chúng ta. Đó là thiết bị cầm tay Amiser MGA. Và nó đi kèm với nó là cái đai ngực đo hô hấp. Cảm biến tiếp theo là cảm biến áp suất khí mà tôi vừa nói trên đấy. Ở đây thì có một cái phương pháp, đó là cái phương pháp điện trở nhiệt này. Phương pháp điện trở nhiệt, các bạn có biết cái phương pháp này không ạ? Phương pháp điện trở nhiệt thì điện trở nhiệt là một cái dụng cụ phù hợp để sử dụng trong các đầu dò đo vận tốc bằng nhiệt, bởi do nó có hệ số nhiệt lớn và trong đầu dò dòng thì thường sử dụng hai điện trở nhiệt, một cái là để xác định nhiệt độ chất lỏng, còn một cái là được nung đến một cái nhiệt độ cao hơn. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa điện trở nhiệt được nung nóng và chất lỏng được giữ là không đổi, đúng không? Ví dụ như là ống tiêm này, đường kính ngoài là 66F, tức là khoảng tầm 2 mm, và hai điện trở nhiệt ở gần đầu ống. Đấy. Đầu dò thì nó có một cái phần tử cảm biến đặt trong nằm trong cái lò xo mềm, và điện trở nhiệt sẽ được đặt tại đầu. Phần tử cảm biến là một điện trở nhiệt rất nhỏ được cuốn quanh bởi cái sợi dây mảnh. Phần tử cảm biến là một cái điện trở nhiệt rất nhỏ được cuốn quanh cái sợi dây mảnh để tỏa nhiệt. Nó có thể đáp ứng tần số của đầu dò này vào khoảng 5 Hz, và nó có sử dụng để đo vận tốc máu tĩnh mạch hoặc là được đo cái nhịp thở. Đấy. Và chúng ta vào cụ thể nào. Đây là một cái thiết bị đai ngực đo hô hấp cảm biến áp suất khí. Đây này, các bạn nhìn không rõ nhé. Và đây là cái thiết bị bơm. Thì thiết bị này để sử dụng nghiên cứu tốc độ hô hấp của con người. Nghiên cứu tốc độ hô hấp của con người. Nó được thiết kế là có cảm biến áp suất khí được đặt ở đầu, và sau đó chúng được kết nối với thiết bị thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu. Cách sử dụng như sau. Đầu tiên là chúng ta tiến hành gạt công tắc lên để bật cái thiết bị Amiser MGA này. Chúng ta tiến hành đo, chúng ta gạt công tắc mở thiết bị này lên thì nó sẽ tiến hành, màn hình nó sẽ hiển thị như sau.
các dạng đồ họa này. Ở đây chúng ta có thể thấy trục thời gian và cái trục trục vôn nó. Đây nó có các thông số đây. Các bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn, ví dụ âm thanh, thời gian, phóng to hoặc là lưu lại tệp, vân vân, có rất là nhiều. Tiến hành đo thì chúng ta sẽ quấn đai hô hấp quanh quanh ngực và gắn ống của đai hô hấp với một cái cảm biến áp suất khí. Đấy. Và chúng ta sẽ kết nối cảm biến áp suất khí với cái thiết bị AMI MGA này. Đấy. Lựa chọn thang đo là áp suất khí đây này. Chúng ta có thể thấy này. Lựa chọn cái kênh một này. Kênh một này, lựa chọn cái thang đo là áp suất khí. Đấy. Về cơ bản, cảm biến đo tốc độ hô hấp hoạt động dựa trên sự thay đổi áp suất của túi khí trong cái đai hô hấp. Khi một người hít vào thì ngực sẽ căng ra và ép túi khí làm tăng áp suất. Khi một người thở ra thì ngực sẽ hẹp lại, dẫn đến việc giảm áp suất. Sử dụng quả bóng, chúng ta sẽ bóp cái quả bóng đó để bơm thêm khí vào cái túi khí trước ngực. Và dừng bơm khi thấy ngực đã đầy hoặc là ngực đã căng rồi. Đấy. Chúng ta có thể nhấn cái nút này, cái nút có cái dấu sao sóng này trên thiết bị để bắt đầu thu thập dữ liệu. Và chúng ta sẽ nhấn cái nút sao sóng màu đỏ này để thu thập dữ liệu. Chúng ta có thể chọn cái ô có hình mũi tên và phóng to đồ thị, chọn cái hình mũi tay để phân tích và thu được tốc độ hô hấp. Trong này cái này là khá quan trọng. Tôi lưu lại nhé. Đấy. Và đây chính là cái kết quả dạng đồ họa của cái đo nhịp thở tốc độ hô hấp. Chúng ta có thể thấy này, nó phân tích ra này, độ chênh lệch, độ lệch thời gian là 3 giây, độ lệch nhiệt độ là, và cái tốc độ thử của nó. Đấy. Thời gian. Ok, như thế là kết thúc cái bài học ở đây. Và các bạn là nhớ tải cái file mềm mình để trong cái phần mô tả. Ok, và kết thúc bài học ở đây nhé.